Cũng từ ngày hôm nay, người dân có thể đăng ký online để được tiêm vaccine COVID-19 thông qua ứng dụng số sức khỏe điện tử hoặc cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. Thưa quý vị, không chỉ ở khu vực phía Nam hay khu vực thành thị, nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 hiện hữu ở tất cả các địa phương và các vùng trong cả nước ta. Do đó, công tác phòng chống dịch cần được chú trọng, không lơ là chủ quan. Tiếp nhận người lao động trở về địa phương sau khi hoàn thành cách ly tập trung, một trong những nhiệm vụ then chốt để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả là giám sát để các công dân thực hiện cách ly tại nhà. Tại Hà Giang, công tác này đã được thực hiện nghiêm túc trong thời gian qua. Phóng sự sau là ghi nhận tại huyện Hoàng Su Phi, địa phương vừa tiếp nhận 105 người lao động từ Bắc Giang trở về sau khi kết thúc 14 ngày cách ly tập trung. Trước ngày chị Nông Thị Nhung hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về cách ly tại gia đình, bố mẹ và hai người em chị Nhung đã chủ động di chuyển sang nhà họ hàng để ở nhờ. Căn nhà của gia đình được dành cho con gái thực hiện cách ly theo đúng quy định. Dù biết có nhiều khó khăn, song vì sức khỏe bản thân và gia đình, chị Nhung đã thực hiện tự cách ly tại nhà theo đúng hướng dẫn của ngành y tế. Lúc cháu về đến nhà, bố mẹ cháu cũng ở nhà bà hết rồi, nhưng một mình cháu ở nhà từ hôm qua đến giờ. Có sang nhà ông, nhà bà, nhà các bạn chơi không? Dạ không. Không dám sang, tại vào trong cách ly rồi nên là không dám sang. Còn với vợ chồng anh chị Dạ Hữu Bình và Vương Thị Xuyên vừa trở về nhà sau 14 ngày cách ly tập trung tại huyện. Để thực hiện tốt cách ly tại nhà, anh chị quyết định gửi hai con ở lại bên nhà ông bà. Mặc dù ngày mùa rất bận rộn, song hai ngày trở về, anh chị chỉ ở trong nhà mà không tiếp xúc gần với ai. Từ hôm qua về, hai vợ chồng chúng tôi là về chỉ có ở trong gia đình và không đi đâu ra khỏi hàng xóm ạ. Huyện về thì bọn em phải lên trạm, phải ký cam kết, xong mà bọn em mới được về nhà. Dạ, bọn em về nhà là phải là không được đi đâu ạ, không được tiếp xúc với người ngoài ạ. Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, sau khi người lao động hoàn thành thời gian cách ly tập trung, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức bàn giao người lao động cho chính quyền, trạm y tế các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn đã tổ chức ký cam kết thực hiện cách ly tại gia đình với từng người lao động và chủ gia đình. Thành lập các tổ giám sát cộng đồng, kịp thời hỗ trợ giám sát quá trình cách ly của người lao động. Ban chỉ đạo đã họp và bàn giao và gọi lãnh đạo xã cũng như là cán bộ y tế như là ra để tiếp nhận tại trường nội trú. Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, thị trấn là phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cách ly đối với các công dân. Chúng tôi đón công dân về, nhưng mà cách trước đấy một ngày thì ban chỉ đạo là cho tổ chức họp bí thư trưởng thôn và toàn thể anh em cán bộ xã, rồi anh em cán bộ công an, trạm y tế, phân công cụ thể của từng nhiệm vụ của từng người một. Đặc biệt nhất là các bí thư trưởng thôn nó phải có trách nhiệm là với các hộ gia đình. Thế còn công an là giám sát thường xuyên hàng ngày. Những ngày tháng cách ly với mỗi người lao động là những ngày không có việc làm. Song vì sức khỏe bản thân và những người xung quanh, hơn 100 người lao động trở về từ Bắc Giang trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi, Hà Giang đã thực hiện nghiêm công tác cách ly. Trong quá trình đó, cấp ủy chính quyền địa phương và toàn xã hội đã sẻ chia, hỗ trợ và giám sát để cùng hướng tới một mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe, tài sản của mọi người và mọi nhà.